Nư nằm trên đồi Bà Nài, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo các nghiên cứu và khai quật khảo cổ, nhóm tháp này được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9. Không cầu kỳ với những họa tiết trên bề mặt, không có cửa vòm như những ngôi tháp đã tạo được những dấu ấn mang đậm văn hóa của người Chăm xưa. Trong quần thể các tháp này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều nền móng của một ngôi đền.